đồ luôn nhé. Con mượn đôi đũa thôi. Gian là gian. Có hiện tượng lỗ tanh tách tanh tách. Đưa thìa đây để cho dần vào. Đưa thìa đây, đưa thìa đây, nước này cho ăn ngon. Bây giờ ăn cái đắp chứ. Múc trần tí rồi. Thôi chứ còn hành áo rồi. Còn gì, cho ăn nữa. Rất là ngon rồi. Chứ hành áo nó mới thơm. Mỡ hành. Sống đây mọi người nhé, rất là ngon, vừa quay xong đấy ạ. Video trước mình quay ông mọi người xem đấy. Bạn Tuấn ơi, nhà mình bán đi cậy ra con chín đâu, tí bữa ấy cho, con đi ra đi. Mẹ con nhìn đây. Con hàu, hàu biển. Con nhìn biển. Con hàu biển, chúng ta biển xong ăn nhá. Hàu, con hàu. Con gì? Con hàu. Con gâu, không phải là con ngỗng à. Con gâu. Con ngỗng là nhiều. Con gâu. Con hàu. Không phải. Hát đi, vẫn hát đi, vẫn hò ấy. Hàu. Không phải con ngỗng, lấy con ngâu à. Ừ, con ngầu. Ừ, con ngầu. Con ngầu. Bạn thì mình bảo là con ngầu ấy mọi người. Con ngầu, ăn vào nó ngầu đúng không? Con là con hàu. Ủa, có phải con rắn mê không? Có ít hành quá. Con rắn ở trong bút nói. Thôi, cái kia thì cho thêm nạc. Tí còn nạc. Eo ơi, bừng gặp. Sao mơ ở đâu? Rất là ngon mọi người nha. Cà cao chưa? Ủa, cà bóng gì vậy? Cà bóng của con ngầu vậy? Con hàu. Con ngầu. Con ngầu. Nói là con ngầu. Con ngầu. Con hàu. Hàu. Con ngầu. Cũng được, con ngầu. Ủa ơi, con này ngầu. Con ngầu thì nó là con ngầu. Con ngầu. Ủa, con con ngầu à? Ôi, con ngầu nó có cái tim to kìa. Nhá, toàn con này có tim to à? Cái này không phải là tim, cái này là thịt của nó. Thịt to ấy. Thịt nhá. Thịt to á. Mía cái thịt to to của nó đấy. Đừng sao đấy, nó tanh con. Thịt ơi. Thì rửa tay sạch ngăn nhá, con hàu. Cái thịt to to nhá. Thịt con hàu. Thịt. Ơ, cái thịt to to ở trong bụng nó ấy. Thịt nó bụng nó. Bụng mỡ ấy. Bụng mỡ à? Là hấp dẫn nha.
chứ con này. Không làm cầu. Con này là có gì trong bụng nó ấy. Chứ con này ấy. Có nước, có thịt, có đầu. Có nước ấy, có gì cả. Đi lên lớn cho Khang với Khôi ăn nhá. Đừng mà con bảo. Ngon. Kém quá nhỉ? Ngon quá. Mẹ đừng cho chị Mai một đứa con. Chị Mai chị sang ăn hàu. Mà Khôi ở con gì? Con ngầu. Ngầu? Một xì gầu à? Ngầu ngầu ngầu. Một xì gầu, con bê lắc. À rồi cô ăn cơm lắc. Cô hàu này, cô hàu này. Alu lắc. Con hàu. Khôi nó gọi là con gầu. Con gầu, con ngầu. Con à. Rất là ngon nha. Con gầu. Má ở đây là con à. Hành phi. Không, con này là con à. Con à ấy. Tí mẹ rửa tay cho em ăn nhá. Mẹ mày lấy cho con ít hành hả? Mẹ lấy cho con ít này nhá. Còn hành lá mà có hành phi rồi. Rất là ngon, sắp được ăn rồi, chén rồi mọi người nha. Con đi ra ngoài đi, con cứ nâng cốc ở đây, nó cứ gây vào đầu bây giờ. À, bố ăn cái gì ấy? Con hàn lạc. Lấy cho con. Đi đi, bao giờ được rồi bố gọi nhé. Chị Mai rửa tay cho em Khang đi. Tí nó ăn ra sạch nhá. Chị con đi rửa rồi. Ừ, con đi rửa đi. Ăn ra sạch thì mẹ bốc cho. Xin chào. Xin chào. Đây, như con này. Em nhả lại đây. Nó chín nhỉ? Nó con ra để bố lấy mấy cái cùi ngô vào cho bốc bốc này. Thôi, từ từ, tí nó khói nó hết đã. Nó không khói. Quạt rồi mà, nó tránh nó nào con. Đứng nha. Đi ra sau nó. Bốc ít một thôi, khói. Ừ, cho để cho nó giữ lại than. Trước có một cái bao than nó giúp nó thay đổi hay nướng hết rồi. Hay là trước nướng đồ nướng hết rồi nhỉ? Nướng rồi. Lại ngô để em đượm nhỉ? Bếp củi lại ngô mọi người nhá. Còn rất nhiều em. Ăn lại em hầu chín chén này. Ngầu hết đấy. Đây này, nước nó ra này đấy, nó ngọt. Heo. Heo á? Heo. Em ăn heo. Ai heo đấy? Thái nhỏ lít tí cho con. Đây. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Không dám quay gần sợ nó nóng như máy này. Có chứ. Sôi chín rồi. Sôi lăn tăn lên đây. Cho hết là bát. Vâng. Ngon rồi. Bổ sung cái hành lá vào đây.
nóng ấy, cái nước nó không tràn ra cũng được. Cái chất chịu đẹp của nướng bếp gà không có thàn lâu ấy. Cái này nướng ở bếp củi này thì nó nướng gần, nướng than, nướng sát. Phải kiên trì. Cho nướng ăn chơi chơi. Con là chín chứ, mai sẽ quay.